Bự không? Giờ đỡ khỏi hay quá. Kéo câu lại rồi lên tu gạo ha. Trời ơi cá này nhà tao nấu không biết mày. Họ nó ăn cái lưỡi kỳ vậy. Được ạ. Hay ta. Hả? Hay ta. Có mua không? Lên để lâu rồi. Bự mà. Còn cái lưỡi kia lưỡi đâu? Ủa gì đó trời, thấy chưa, để lâu sảy cá hay chưa. Ăn ha.
tiếng. Trời nút luôn. Xin bỏ vô bịch rồi xuống. Cái đi cá ăn nữa. Hay quá. Hay quá. Kéo xuồng ở đây chút nữa ngay bóng mát luôn. Mát lên. Biết hả? Không cá thì rác. Tài công chính á. Thôi xin tài công đây. Nước đó muốn nhận lớn à. Ừ. Đúng rồi, nhảy mé rồi. Công nhận mới nãy nắng ghê luôn bây giờ. Những mưa. Mây mưa kìa. Ồ giờ mát quá, bảo giờ chắc khỏe hả bảo? Khỏe rồi. Bảo giờ khỏe rồi. Đứng tiếp chưa bây? Ừ. Nhớ lên coi. Đúng rồi. Thời của tao là tao có rửa mình, rửa tao cao à. Tính rồi. Nè, cao cái hẳm này nè. Thối nước này nè, đúng không? Mày biết không đi về à đâu. Ăn mọi người ơi. Sao nãy anh lấy cái xả cái máy rồi. Cá bự mà giặt không tự xài xử luôn nha. Rồi ngủ cá
siết kỹ đó. Lên là nó xì trứng mà không đông không nhanh lắm. Sao nay máy nó bị tuôn ta, anh chút anh xiết lại cái sáng anh dặn dặn ruột lưỡi ra luôn rồi, nó dọt rứa lồ qua lỗ mũi luôn. Trời ơi, trời trời. Chảy máu. Trời ơi, nó cắn. Trời ơi. Cắn đau ghê ông nội ơi. Cắn đau kinh khủng. Cười gai gai. Rồi đứng ra chụp hình luôn. Không? Quay phim thì chụp gì nữa. Bốn mình mua mẹ ba cái đó mình câu mẹ câu mới nước tiền. Cá bắt đầu ăn rồi đó, lâu quay đi. Thử camera. Ô. Oh, em bự quá ha. Chậm chụp hình báo, nè quay đây. Cá con bị lớn ăn vậy ta còn không biết đó bạn. Trời ơi. Cá bự quá. Vậy nó cuốn câu giục mẹ hết rồi. Câu một cái đó mẹ rồi. Đi qua đây nè. Ở dưới đây nè. Ừ. Trời ơi. Cũng xả dây ra. Mất. Quá sầu quay. Nghiêm là chỗ người ta. Câu giục mẹ hết đi. Nuốt lưỡi luôn hả? Ừ, địch nữa. À, đứng đây là địch rất ngu. Nút lưỡi là sao? Nút quá. Dở vô làm đi. Quay phim nữa chứ. Dạ ạ.
chí. Dính không hả? Trời ơi, dính cá không biết không? Nó cỡ. Trời ơi, hay quá. Nó bự dữ ha. Nó lao à. Không có dính không? Không, không dính hả? Tao thấy không hoạt, không hoạt đọt như vậy. Trời, đâu? Ồ, đem lên. Cái này chân khí mấy à? Ừ, nó bự quá ha. Kêu ghê. Đá cái gì? Cái kèm mày rớt dưới đầu cắt luôn.